Được chưa? Đó, câu 1. Bây giờ chúng ta thấy là gì? Hãy sắp xếp hả? Theo chiều tính phi kim tăng dần. Vậy ở đây chúng ta có những nguyên tố đó là gì? Clo, oxy, nitơ và carbon. Vậy chúng ta thấy những nguyên tố này nó ở chu kỳ mấy nhỉ? Chu kỳ mấy? Nhật Anh. Những nguyên tố này nó ở chu kỳ mấy? À, chu kỳ 2. Vậy nhắc lại cho cô những nguyên tố thuộc chu kỳ 2 nào. Nguyên tố thuộc chu kỳ 2. Nhắc lại cho cô nào. Chu kỳ 2 bao gồm những nguyên tố nào? Vì à, ly, peri, ly, à, carbon, carbon, oxy, nitơ, oxy, clo và neon, được chưa? À, ly bé bỏng có nhà ở phố núi đúng không? Hôm qua cô cho chúng ta ghi rồi. À, vậy ở đây chúng ta nhắc lại cho cô nào, đâu là kim loại? Trong chu kỳ 2 đâu là kim loại nhỉ? Đâu là kim loại nhỉ? Cô mời bằng Quốc Huy nào. À, lithium và berry, được chưa? Rồi, đâu là phi kim nhỉ? Đâu là những nguyên tố phi kim nào? Cô mời bằng Vân nào. Kiểu như ông ra sao? Đúng rồi, bo, carbon, nitơ, oxy, clo, được chưa? Và đây là phi kim và neon là gì nhỉ? Neon là nguyên tố gì? Huy Hoàng. À đúng rồi, đó là nguyên tố khí hiếm, được chưa nào? Vậy trong một chu kỳ thì sự biến đổi tính chất của kim loại và phi kim như thế nào nhỉ? Trong một chu kỳ, đúng rồi, trong một chu kỳ tính kim loại như thế nào? Giảm dần đồng thời tính phi kim tăng dần, được chưa? Hả? Tính phi kim của nó tăng dần. Vậy tăng dần thì à cô thì nhận sẽ như thế nào với các con nhỉ? Như thế nào, tính phi kim của nó như thế nào? Mạnh hơn hay là yếu hơn? Mạnh hơn hay là yếu hơn nhỉ? Cô mời bạn Đạt nào. À, yếu hơn, được chưa? Phải tương tự carbon nó cũng sẽ yếu hơn nitơ, được chưa? Nitơ yếu hơn oxy và oxy yếu hơn clo, được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Tính phi kim tăng dần thì nó sẽ đi từ carbon, nitơ, oxy rồi đến clo. Vậy trong bốn đáp án chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Chọn đáp án nào đây? Hả? Chọn đáp án nào? Tâm gì? Câu gì? Hả? Câu gì? Câu D. Hả? Tăng dần hả? Sao? Ủa? Tăng dần. Sao oxy, carbon, nitơ, oxy, clo. Sao con? Không, chúng ta sẽ đi câu D, được chưa? Và giải thích thì ở đây nè. À, chúng ta sẽ giải thích vào trong vở vì sao nó chúng ta chọn câu D, được chưa? Cao quá, trong rồi. Dũng, nhà kể gấp đi. Bọn này học không học thì nghỉ luôn đi con. Câu hả? Ờ, đi đi. Còn thằng kia là hôm qua không đi học mà bây giờ có biết mình giảng cái gì đâu. Ông này được chưa? Ghi giải thích vào trong vở chu kỳ 2 của chúng ta nè, bao gồm những nguyên tố nè, lithium, berry, carbon, carbon, nitơ, oxy, clo, neon. Được chưa nào? Hả? Vậy lithium, berry là kim loại, hả? Carbon, carbon, nitơ, oxy, clo là phi kim. Vậy trong một chu kỳ thì tính phi kim tăng dần thì có nghĩa là gì? Tính phi kim của bo nó sẽ yếu hơn carbon và carbon yếu hơn nitơ, nitơ yếu hơn oxy và oxy yếu hơn clo. Được chưa? Do đó đáp án chúng ta chọn sẽ là câu D, hả?
câu D, carbon, nitơ, oxy và clo. Được chưa? Cái sao phải tính chất của các nguyên tố biến đổi như thế nào? Vậy chúng ta nhìn trên bảng cho cô nào. Đúng rồi, ghi câu hỏi vào. Vậy trong một chu kỳ, trong một chu kỳ thì tính gì? Tính kim loại như thế nào? Quy Hoàng. Vậy trong một chu kỳ tính kim loại giảm dần, đồng thời tính phi kim tăng dần. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án gì đây con? Hả? Trong một chu kỳ tính kim loại giảm dần, đồng thời tính phi kim tăng dần. Cái bài này một tiếng nữa luôn là gì? Được chưa? Câu 2 chúng ta chỉ cần ghi ngắn gọn là gì? Trong một chu kỳ hả? Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi kim của các nguyên tố tăng dần. Được chưa? Được chưa? Nhớ cho cô hãy trong một chu kỳ kim loại đi từ trái sang phải thì tính kim loại giảm dần, đồng thời tính phi kim tăng dần. Rồi câu số 3 nào. Câu số 3. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần? Vậy bây giờ chúng ta quan sát cho cô những nguyên tố này nào. Kali, natri, liti và rubidi. Thì những nguyên tố này nó thuộc nhóm nào? Đây quan sát nào. Trang 169. Được chưa? Thấy trang 169 chưa? Đây. Được chưa nào? Vậy các nguyên tố này thuộc nhóm nào đây con? Dẹp nha, không ăn nữa nha. Thuộc nhóm mấy? Các nguyên tố này thuộc nhóm mấy nè? Các bạn còn lại nào chúng ta không nhìn thấy được hả? Kali ở đây nè con. Kali nè, natri nè, liti hả? À, rubidi. Thì những nguyên tố này thuộc nhóm mấy nhỉ? À, cô mời bạn Vi nào. À, vậy ở đây chúng ta thấy các nguyên tố này thuộc nhóm 1. Vậy nhóm 1 này là nhóm 1A hay là 1B nhỉ? À đúng rồi, 1A. Được chưa? À, đó là gì? Lý. À, lâu nay đúng không? Lâu nay không rảnh như thế nào? Ờ, coi phim đúng không? Thế nào? À, liti, natri, kali, rubidi, à, cesi và francy. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? À, bốn kim loại của chúng ta trong một nhóm. Vậy trong một nhóm khi đi từ đầu chu kỳ cho đến cuối chu kỳ thì tính kim loại như thế nào? Tính kim loại như thế nào? Nhắc lại cho cô nào. Khi đi từ đầu chu kỳ cho đến cuối chu kỳ tính kim loại như thế nào nè? Hà My. À, tính kim loại tăng dần. Vậy tăng dần thì thằng nào là thằng mạnh nhất? Hả? À đúng rồi, và Ranxi là mạnh nhất. Được chưa? Và Ranxi mạnh hơn CC, CC mạnh hơn Rubidi, Rubidi mạnh hơn Kali, Kali mạnh hơn Natri và Natri mạnh hơn Liti. Vậy ở đây câu 3 chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Câu gì? Hả? Câu gì đây con? Tăng dần. Vậy tăng dần thì chúng ta sẽ đi từ đâu? Từ đầu chu kỳ xuống hả? Phía cuối chu kỳ. Được chưa? Vậy nó sẽ là gì? Liti. Được chưa? Natri, Kali và Rubidi. Được chưa? Vậy đáp án chúng ta là chính xác, đáp án nên nha. D. Câu D. Được chưa? Rồi, câu 4 nào. Câu 4. Cho các nguyên tố sau oxy, phốt pho, nitơ, hãy chỉ ra thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần. Rồi, quan sát bản tuần hoàn cho cô nào. Vì ở đây có một số bạn mới, chúng ta không được học bài 31 nên bây giờ nó ngơ ngác, nó nhìn cô. Cho cô trang 169 nào. Oxy ở chu kỳ mấy? Oxy ở chu kỳ mấy đây con? Đây, oxy ở đây. Cô mời bạn Vân nào, oxy ở chu kỳ mấy? Chu kỳ 2 nhóm mấy con? À, chu kỳ 2 à, nhóm 6. Vậy oxy nó ở đây. Thế nào?
Rồi, phốt pho nó ở đâu nhỉ? Phốt pho ở chu kỳ mấy nữa mấy? Nhìn vào trong sách nào, phốt pho ở đâu? Đây. Phốt pho ở chu kỳ mấy? Phốt pho ở chu kỳ mấy nhỉ? Cô mà bằng Hương Giang nào, phốt pho ở đây nè. À, nó ở chu kỳ 3 đây và nhóm 5, được chưa? Vài chu kỳ 3, nhóm 5. Vài đây, phốt pho ở đây. Rồi, nitơ ở đâu? Nitơ ở đâu? Có thấy nitơ chưa? Đây, nó ở chu kỳ mấy? À, chu kỳ 2 nhóm mấy luôn? À, nhóm 5. Vài nitơ ở đây. Được chưa? Hả? Rồi, ghi vào vở đi. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Đây, trong một nhóm. Đây, trong một chu kỳ. Vậy trong một nhóm thì tính kim loại như thế nào nhỉ? Mới vừa làm xong. Trong một nhóm tính kim loại như thế nào? Tan hay giảm? Phi kim rồi cô. À, cô nhầm. Trong một nhóm tính phi kim như thế nào nhỉ? Tính phi kim như thế nào cô? Hả? Phi kim như thế nào? Trong một nhóm tính phi kim như thế nào? Mới vừa học hôm qua, Quy Hoàng. À, tính phi kim giảm dần. Vậy giảm dần. Giảm dần thì thằng ở trên như thế nào của thằng ở dưới? À, đúng rồi, mạnh hơn đúng không? Vậy ở đây chúng ta thấy tính phi kim của nitơ mạnh hơn tính phi kim của phốt pho. Rồi, trong một chu kỳ tính phi kim như thế nào? Trong một chu kỳ thì tính phi kim như thế nào? Cô mời bạn Hà nào. À đúng rồi, tăng dần. Vậy tăng dần thì tính phi kim của nitơ như thế nào cô oxy? Như thế nào? Nhỏ hơn, được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Thứ tự sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần. Thì ở đây chúng ta thấy là gì? Phốt pho như thế nào? Sẽ yếu hơn nitơ, đúng không? Và nitơ nó sẽ yếu hơn oxy. Và ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án gì con? Câu gì? Câu gì đây bạn Hoa? Chúng ta có hiểu tăng dần không? Tăng dần có nghĩa là gì? Phốt pho nó nhỏ hơn nitơ. Nitơ nó tính phi kim của nó yếu hơn oxy, được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn câu gì? Câu C. Câu số 5. Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau. Điện tích hạt nhân là 12 cộng, có 3 lớp electron và lớp ngoài cùng có 2 electron. Vậy có 3 lớp electron thì nó sẽ thuộc chu kỳ mấy? Nhật Anh. À, chu kỳ 3, được chưa? Có 2 electron lớp ngoài cùng thì nó ở nhóm mấy? Nhóm mấy? Quy Hoàng. À đúng rồi, chu kỳ 3 nhóm 2. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Câu gì nhỉ? Có mời bạn Phạm Hoàng Phát nè. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án gì đây con? À, chu kỳ 3. À, chu kỳ 3 nhóm 2. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn câu A, được chưa? Câu 6. Nguyên tử X hả? Nguyên tử nguyên tố X có 3 lớp electron và có 7 electron lớp ngoài cùng. Vậy nó ở chu kỳ mấy và nhóm mấy? Chu kỳ mấy nhóm mấy? Cô mời bạn Diễm Quân nào. À, chu kỳ mấy nhóm mấy không? Chu kỳ mấy? À, chu kỳ 3. À, nhóm 7. Chu kỳ 3 nhóm 7. Bởi vì chúng ta có là gì? Số thứ tự của chu kỳ. Số thứ tự của chu kỳ là bằng số lớp electron. Được chưa? À, số thứ tự của nhóm thì sẽ bằng số electron lớp ngoài cùng. Được chưa? Số thứ tự của chu kỳ thì sẽ bằng số lớp electron. Vậy ở đây chúng ta có bao nhiêu lớp? Bao nhiêu lớp? Quan sát lên màn hình nào, bao nhiêu lớp rồi? 3 lớp, được chưa? Vậy 3 lớp thì nó sẽ thuộc chu kỳ mấy? Chu kỳ 3. Hiểu không? Được không? Hả? Rồi tiếp tục. Có 7 electron lớp ngoài cùng. Vậy 7 electron lớp ngoài cùng thì nó sẽ thuộc nhóm mấy?
nhóm 7. Được không? Hả? Có theo kịp không? Rồi, được chưa nào? Vậy nó thuộc nhóm 7. Vậy nhóm 7 là kim loại hay là phi kim? Phi kim. À đúng rồi, nó là phi kim. Vậy phi kim mạnh hay là phi kim yếu? Mạnh. Hả? Phi kim gì? Mạnh. Được chưa? Bởi vì nó ở đầu chu kỳ. Hả? Vậy nó là phi kim mạnh. Do đó chúng ta sẽ chọn đáp án nào đây? Chọn đáp án gì? Câu gì? Câu C. Được không? Hai đứa kia mới vào đâu có hiểu được không con? Ừ, ghi nhanh cái này vào nè. Số thứ tự không? STD là số tự. À, số thứ tự con. Rồi chúng ta đi qua câu tiếp theo. Rồi qua câu tiếp theo, câu số 7. Đọc đề câu số 7 nào, Thảo. Lý Thảo. Trong chu kỳ 3. Vậy trong chu kỳ 3 nào, nhắc lại cho cô những nguyên tố thuộc chu kỳ 3 nào. Nàng mang áo xanh giúp cô cắt nửa. À, chu kỳ 3 là gì? Nàng mang áo, đúng không? Nàng mang áo như thế nào? Hả? Áo sang phòng, phòng. Nàng mang áo sang phòng sát cạnh ao, đúng không? Vậy nàng là gì? Natri, Ma Di, Nhung, Lưu Huỳnh. Phò, phò. Xin lít thế cô. Hả? Xin lít. Xin lít. Phò, phò. Phò, phò. Phò, phò. Phò, phò. Cờ lo. Cờ lo. Vậy ở đây chúng ta thấy X là nguyên tố đứng đầu chu kỳ. X ở đây. Y là nguyên tố đứng cuối chu kỳ. Y ở đây. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Nguyên tố X và nguyên tố Y có tính chất như thế nào? X là kim loại mạnh. X là gì? X là kim loại mạnh. À chính xác, X là kim loại mạnh. Y là gì? Phi kim mạnh. À Y là phi kim mạnh. Được. Vậy ở đây chúng ta thấy câu 7 của chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Đáp án gì đây? À, B, được chưa? X là kim loại. Y là phi kim loại. Rồi, chúng ta đi qua câu tiếp theo, câu số 8. Rồi, vậy ở đây chúng ta thấy là gì? M có số hiệu nguyên tử là 19. Chu kỳ 4 nhóm 1. Chu kỳ 4 nhóm 1. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Số hiệu nguyên tử ký hiệu là chữ gì nhỉ? Số hiệu nguyên tử ký hiệu là chữ gì? Z. À, chữ Z. Vậy giấy của chúng ta bằng mấy? À, bằng 19. Được chưa? Vậy suy ra điện tích hạt nhân là bao nhiêu? Điện tích hạt nhân. À đúng rồi. B của chúng ta sẽ bằng gì? 19. Điện tích hạt nhân của chúng ta sẽ là dương. Được chưa nào? À, vậy sẽ là 19 cộng chu kỳ 4. Vậy chu kỳ 4 thì nó sẽ có mấy lớp electron nhỉ? 4. Hả? Chu kỳ 4 thì nó sẽ có bao nhiêu lớp electron? Có bơ bằng pi nào? À, có 4 lớp electron. Được chưa? Nó ở nhóm 1 thì có nghĩa là gì nhỉ? Đúng không ạ? Nhóm 1 thì có nghĩa là gì? Dạ, có 1 electron ngoài cùng. À, đúng rồi. Nó sẽ có 1 electron lớp ngoài cùng. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án gì đây con? Chọn đáp án gì? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Nó ở nhóm 1. Vậy nhóm 1 thì nó là kim loại hay là phi kim? À, nó sẽ là kim loại. Được chưa? À, nó là sẽ là kim loại. Vậy đây là kim loại mạnh hay là kim loại yếu? Kim loại mạnh. Kim loại gì? Nó ở chu kỳ 4 này. Chu kỳ 4. Vậy nó ở chu kỳ 4 thì nó sẽ như thế nào? Khi đi từ trên xuống dưới trong một nhóm thì như thế nào? Tính kim loại như thế nào? Tăng dần. À, tăng dần. Được chưa? Tính kim loại tăng dần. Vậy ở đây chúng ta thấy đây là một kim loại mạnh. Được chưa? À, nó là một kim loại mạnh. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án nào đây con? À, cái hoàn này nó tranh thủ nó rồi nó ăn thế nhỉ? Chọn đáp án nào? Vi. Sao tín hiệu? Sao tín hiệu bên cô dân mà nó yếu với bên mấy đứa này ghê nhỉ? Hả? À, các con có nghe rõ cô nói không? Không. Hả? Không. Không hả?
Ai nghe rõ cô nói đưa tay lên xem thử nào. Ai nghe rõ cô nói đưa tay lên xem thử nào. Ôi trời ơi. Ờ, vẫn nghe cô nói đúng không? Rồi, được rồi. Và bây giờ chúng ta quan sát cho cô nào. X ở chu kỳ mấy? X ở chu kỳ bao nhiêu? Chu kỳ 4 nhóm mấy? 6. Chu kỳ 4 nhóm 6. Vậy đây, X ở đây. Y ở chu kỳ mấy? Y ở chu kỳ 2 nhóm 7. Đây là 6. Đây là 7. Ở chu kỳ 2. Chu kỳ 2 nhóm 7. Vậy Y ở đây. Vậy Y ở đây thì làm sao để so sánh đây? X ở đây và Y ở đây. Thì làm sao chúng ta so sánh nhỉ? Hả? Vậy giả sử cô gọi ở đây có một cái nguyên tố Z ở đây. Z nằm ở chu kỳ 2 nhóm 7. Chu kỳ 2 nhóm 6. Vậy ở đây chúng ta thấy trong một chu kỳ đi từ trên xuống dưới thì tính phi kim như thế nào? Tính phi kim như thế nào? Trong một chu kỳ tính phi kim như thế nào? Hả? Mới vào, mới vừa làm khi nãy tính phi kim như thế nào? Trong một chu kỳ, trong một chu kỳ. Không, trong một chu kỳ, trong một nhóm. Trong một nhóm. Trong một nhóm thì tính phi kim như thế nào? Giảm dần. Vậy giảm dần thì tính phi kim của Z như thế nào và tính phi kim của X như thế nào? Mạnh hơn, được chưa? Rồi, trong một chu kỳ thì tính phi kim như thế nào? À, tăng dần. Vậy tính phi kim của Z như thế nào với Y? Như thế nào? Lớn hơn hay nhỏ hơn? Nhỏ hơn, bởi vì nó tăng mà. Nó tăng thì thằng ở phía trước nó sẽ nhỏ hơn thằng ở phía sau, được chưa? Vậy từ đây chúng ta suy ra tính phi kim của X yếu hơn của Z và Z yếu hơn của Y. Vậy từ đây suy ra X như thế nào với Y? Mạnh hơn hay là yếu hơn? Yếu hơn. À, yếu hơn. Và ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án nào? B. Chọn đáp án nào đây con? À, câu B. Tính phi kim của Y mà. Nè, giải thích là cô giải thích bên này nè. Hả, ghi vào vở là ghi thêm giải thích vào trong vở nha. Chứ không phải là ghi đáp án là vài bữa nữa nó không biết cái đáp án nó vì sao lúc đó chúng ta chọn như vậy nha. Mình không có nhớ được đâu. Nhìn vào bảng tuần hoàn nào, số 10 là gì á? Số 10 là nguyên tố nào? Nhìn vào bảng tuần hoàn nào, số 10 là nguyên tố nào? Là gì đây? Neon, đúng không? Neon có màu này, đây chính là gì? Khí hiếm. Vậy khí hiếm thì ở đây câu nào là câu không đúng? 11. Đại lượng nào sau đây hả? Đại lượng nào của nguyên tố hóa học biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân? Có nghĩa là gì? Điện tích hạt nhân tăng dần thì cái đại lượng đó nó cũng tăng dần. Thì sao đó là câu C nhỉ? Ở đây chúng ta thấy là gì? Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Vậy theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì cái gì tăng nhỉ? Hả? Cái gì tăng? Ở đây số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nó không đúng hả? Vậy đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ chọn cho cô là gì? Hả? Đại lượng đi bằng nguyên tố hóa học hả? À, biến thiên theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì cái số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nó sẽ biến thiên, được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn cho cô là đáp án B nhá. Được chưa? Đáp án B. Đáp án B. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nó sẽ biến thiên. Rồi, chúng ta qua câu tiếp theo. Được chưa? Rồi, câu số 12 rất là dễ. Vì vài bản tuần hoàn các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần, đúng không? Tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Câu số 13. Câu số 13 nào? Giải nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần tính kim loại. Có còn nhớ giải hoạt động hóa học của kim loại không? Một bạn nhắc lại giải hoạt động hóa học của kim loại cho cô nghe thử nào. Đáp nào? Đây.
nhớ sang đồng, nhớ sang phố, được chưa? Hỏi ai? À, hỏi cửa hàng RTO. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án nào nhỉ? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Chọn đáp án nào? Sao mà nó lặng nghe nhờ, nó buồn chứ, buồn chiêu quá nhờ. Câu gì? Bây giờ ý đầu tiên, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tử hạt nhân, đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng. Được chưa? Nguyên tắc đúng. Câu B, các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng, đúng không? Đúng không? Một hàng là một gì? Một chu kỳ, được chưa? Vậy số thứ tự của chu kỳ nó sẽ bằng số lớp electron. Vậy có nghĩa là các nguyên tố có cùng số lớp electron thì nó sẽ được sắp xếp thành cùng một hàng. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị được xếp vào thành một cột, đúng không? Hóa trị là gì? Hả? Có khi nào chúng ta gặp electron hóa trị không? Không. À không. Dạ. Rồi, số thứ tự của ô nguyên tố bằng đúng. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, đúng hay sai? Số hiệu nguyên tố trong bảng tuần hoàn chính là cái gì đây? Ủa? Đó, câu số 14 rồi đó. Thằng kia đã cầm rồi còn ngồi dưới đuôi đó đó. Không, thằng này chê nè. Được chưa? Rồi. Rồi, câu số 15. Số hiệu của nguyên tố trong bảng tuần hoàn chính là gì? Số hiệu nguyên tố trong bảng tuần hoàn chính là gì đây? Z thì nó sẽ bằng với cái gì nhỉ? Nhắc lại cho cô nào, Z thì sẽ bằng gì? Số gì nữa nhỉ? Số thứ tự. Đúng rồi, số thứ tự. Số thứ tự thì thế nào? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án nào đây? Câu gì? Câu gì đấy Khoa? Vậy câu 15 chúng ta sẽ chọn đáp án gì đây con? Được chưa? Câu tiếp theo, câu số 16. 16 chọn gì đây? Bảo sang nào, 16. Trong một chu kỳ, trong một chu kỳ thì nó mất mạnh cái sau đó có gì, có số có cùng số lớp electron trong nguyên tử, chính xác chưa nào? Trong một chu kỳ thì nó sẽ có cùng số lớp electron trong nguyên tử, chưa chưa? Có cùng số lớp electron trong nguyên tử. Dạ, trong cùng một chu kỳ thì các nguyên tố nó sẽ có cùng số lớp electron trong nguyên tử. Có cùng số lớp electron trong nguyên tử, được chưa nào? Rồi, tiếp tục. 17. Diễm Quỳnh, 17. Tất cả hả? Đúng không? Để xác định số electron lớp ngoài cùng. Muốn xác định số electron lớp ngoài cùng thì chúng ta dựa vào gì? Dựa vào gì nhỉ? Quy hoàng. Chính xác. Chính xác. Chúng ta sẽ dựa vào nhóm của nguyên tố đó. Được chưa? Bởi vì số thứ tự của nhóm sẽ bằng số electron lớp ngoài cùng. Vậy bây giờ chúng ta nhìn cho cô nào. Đề bài cho chúng ta là R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Vậy nhắc lại kiến thức lớp 8 nào. Nguyên tử thì có mấy loại hạt? 2. Trong nguyên tử, trong nguyên tử có mấy loại hạt nhỉ? Quy hoàng. 3. Đó là gì? Đúng rồi, proton, neutron và electron. Vậy hạt nào mang điện nhỉ? Proton mang điện tích dương, được chưa? Electron mang điện tích âm và neutron không mang điện tích. Vậy ở đây đề bài đang nói chúng ta là gì? Tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Vậy có phải chúng ta có P cộng N cộng E bằng 34 không? Đúng không? Mà số P thì như thế nào với số E? Số P như thế nào với số E? Hả? Hoàng Vinh, số B như thế nào với số E nhỉ? À, bằng. Vậy ta có số B bằng số E.
Được chưa nào? Ta có số P bằng số E, vậy ở đây cô viết gọn lại thành 2P cộng N sau. Rồi. Được chưa? Rồi, số hạt mang điểm nhiều hơn số hạt không mang điểm là 10. Vậy hạt mang điểm nhiều hơn số hạt không mang điểm là 10 thì có nghĩa là gì nhỉ? Hàm ý. Mang điểm nhiều hơn không mang điểm là 10 thì có nghĩa là gì nhỉ? Mang điểm có nghĩa là gì? B cộng E như thế nào? Trừ cho gì? Trừ cho gì con? À, trừ cho N bằng bao nhiêu? Bao nhiêu hạt? Bao nhiêu hạt? À, 10 hạt. Mà ta có số P bằng số E, vậy ở đây cô viết gọn lại sẽ là gì? 2P trừ N bằng mấy? Bằng 10, được chưa? Vậy từ đây ta sẽ có hệ phương trình 2P cộng N bằng 34 và 2P trừ N bằng 10. Vậy P bằng bao nhiêu, N bằng bao nhiêu? Máy tính nào? Máy tính bấm hệ phương trình. Có còn nhớ bấm hệ phương trình không? Bấm nào ra B bằng bao nhiêu, N bằng bao nhiêu? B bằng mấy, N bằng mấy? B bằng 1. B bằng mấy? B bằng 11, N bằng 12. Vậy B thì nó sẽ bằng E, thì sẽ bằng 11. Vậy N là nguyên tố nào? 11 thì nó sẽ là nguyên tố nào con? Nhìn vào trong bảng tổng hợp nào, 11 sẽ là nguyên tố nào? Nhật Anh, 11 là nguyên tố nào nhỉ? Natri. Được chưa? Vậy 11 là natri. Vậy ở đây chúng ta có máy đáp án natri. Máy đáp án 1. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn câu B. Được chưa nào? Natri hóa chu kỳ 3 nhóm 1. Chiếc bài giải không? Được chưa? Ghi bài giải vào trong vở. Không cần ghi đề, tóm tắt đề trong những căn bản. Trời ơi. Được chưa? Tóm tắt được không? Được không cả lớp ơi? Hả? Ai được đưa tay lên xem được nào? Ai được đưa tay lên xem được nào? Hả? Có cái gì khó không? Mà sao nhìn nó ngơ ngác ghê nhỉ? Cái này là của lớp 8 nha. Hả? Làm cái này là của lớp 8 đó. Rồi. Tiếp tục 19. Nhóm 4 phải. Nhóm 1 ai? 1A. 1A tiếp tục. 1A. A. Sao cô nghĩ A nhỏ đi cô? Không, bởi vì nhóm tên nhóm là A hoa. Tên A hoa đi rồi. Rồi 19. Nguyên tố X và Y hả? Là hai nguyên tố ở hai nhóm A kế tiếp nhau có tổng điểm tích dương bằng 23 và cùng thuộc một chu kỳ. Và X là Y là, được chưa? Vậy khi chúng ta đọc vào cái đề hả? Chúng ta sẽ dựa vào cái ý này của cô này. Tổng điểm tích dương của này là bằng 23. Ồ, natri và magie. À, đó chính là natri và magie, chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì natri là mấy? 12. 17. 11. 11, magie là mấy? 12. À, 12. Vậy cộng lại đó là 23, chính xác. Được chưa? Vậy ở đây đáp án chúng ta là câu D. Rồi, tương tự câu 20 nào. Câu 20 z bằng 27. Nhìn bảng tuần hoàn cho cô nào. Có còn nhớ vị trí của từng nhóm? Rồi, mở lại cho cô nào. Mở bảng tuần hoàn ra, z bằng 27, 27 ở đâu? Ở đây. Thấy chưa? 27 ở đây. Và 27 ở đây là nó thuộc nhóm máy nhỉ? Chu kỳ 4 nhóm máy chỗ này nhỉ? Nhóm bạn cô bên chu kỳ 8 nhóm B. Chu kỳ máy, chu kỳ 4. Chu kỳ 4 nhóm máy chỗ này nhỉ? 8B. À 8B, được chưa? 21. 21 nào, cô mời một bạn nào, Ngọc Quyền, 21. Vậy ý nào sau đây là không đúng nhỉ? Bây giờ có số hiệu nguyên tử là 9. 9 thì chắc chắn là điện tích hạt nhân là 9 cộng. À, có 9 electron à, ở cuối chu kỳ 2 và đầu nhóm 7. Vậy câu nào là câu không đúng? Ở đây chúng ta thấy này, đây là một là nó là hoạt động mạnh phi kim. Được chưa? Rồi, câu 21, làm nhanh câu 21 vào trong vở. Câu không đúng sẽ là X là một kim loại hoạt động hiếm. Cái này chưa? Học kỳ 1 em quên rồi con. Rồi, câu 22. Học kỳ 1 quên rồi con. Cặp chất tác dụng với dung dịch KOH là đắng hoa.
chọn gì đi con? Rồi, viết nhanh vào vở đi con. Nhớ cho cô nha, chất khí có thể gây chết người vì ngăn cản sự vận chuyển oxy trong máu đó là CO.